Coi Tùng Vlog mến chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì tập trước mình có quay cảnh bà con lụm dịch buổi sáng đó. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục quay cảnh bà con lùa dịch lên đồng nha. Và còn sót lại một số trứng thì mình sẽ đi lụm với cô chú hai. Mọi người nhớ có thương Coi Tùng Vlog thức khuya dậy sớm để quay những thước phim đẹp gửi đến bà con á, thì nhớ ăn đăng ký kênh ủng hộ và like và comment phía dưới để ủng hộ cho Coi Tùng Vlog cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Rồi bây giờ mình sẽ theo chân chú hai để lùa dịch lên đồng cả nhà. Lùa dịch của chú hai khoảng tầm 3.000+ con rồi cả nhà. Giờ này thì đẻ rất là sai trứng luôn, đang chuẩn bị đây là cả nhà, đây là dịch của chú hai nè, đang chuẩn bị lên đồng nè. Rồi giấc này nhúng nha nhúng nháo trơn à, muốn lên đồng lắm rồi nè. Mình đang đợi chú hai thả dịch lên đồng nè. Rồi để mình quay qua phía này cho bà con xem nè. Rồi ảnh di chuyển nè, nghe mấy chú dịch di chuyển nè, di chuyển liên tục luôn, như một vận động viên thể thao vậy đó, chạy liên tục rồi, rất là mê luôn. Ở đây mình thấy cũng còn sót một cái trứng này cả nhà. Để mình đợi chú hai thả dịch xuống nha. Phía ở bên xa xa bên đó cũng còn mấy cái chuồng vịt nữa kìa, để mình qua đó mình quay sơ cho bà con xem cái nha. Ở phía ngoài này mình thấy có mấy trứng luôn nè. Đó, mình thấy trứng nhiều luôn nè. Phía dọc theo hai cái bờ lưới hai bên nè, khá là nhiều trứng luôn. Nè ở đây nữa cả nhà. Đó, còn sót là mấy trứng nữa nè. Rồi mình qua bên kia mình quay mấy cái chuồng vịt gần gần đây cho bà con xem nha. Cô chú ở đây cũng nuôi vịt rất là nhiều luôn. Mấy tà bầy này cũng có bầy thì 2.000+, có bầy 3.000+, cũng có bầy 1.000+ nữa. Anh này đang chuẩn bị thả vịt ra nè. Đó, bầy này của anh này ít hơn. Rồi đang chuẩn bị lùa vịt ra nè cả nhà. Bầy đẳng lên trước ha anh. Chuồng cái này cũng còn sót là trứng khá nhiều nè. Để mình qua đó mình quay cái chuồng vịt của cái anh đó trước nha. Bên kia đang thả xuống trước nè. Hello chị gái. Chị gái này nuôi vịt ở phía đây nè cả nhà. Rồi mình quay cái chuồng vịt của chú hai cái bên trước nha. Bầy này nhiều không chú hai? Dạ. Còn mấy con này chú Tư bắt lại rồi. Chạy của chú Tư nè. Rồi cái bầy vịt của chú Tư đi trước rồi nè. Rồi giờ mình sẽ qua cái bầy vịt của chú Hai nha. Rồi anh chó đó nhanh quá, anh chạy lên trước rồi kìa. Rồi bầy này chuẩn bị thả xuống nè cả nhà. Rồi còn dạ, xíu nữa mình té rồi. À, đó còn mấy trứng nữa nè. Buổi tối mấy cô chú lụm nhưng mà cũng còn sót là mấy trứng nè.
Ủa bà chú Hai hả trước anh hả anh? Bà chú Hai hả trước hả? Ờ để mình qua coi bà chú Hai hả trước nè. Bầy chú Hai hả trước nãy giờ mình qua trễ rồi nè, còn có mấy con à. Rồi bầy chú Hai hả hết rồi nè, nó đang di chuyển lên đồng rồi cả nhà. Ở xuồng của anh có hai con chó kìa. À, anh chó anh ngồi trên xuồng kìa. Đi đồng anh cũng đòi đi theo lên xuồng nè. Ghét không? Rồi hiếm hai lùa dịch ly đi lên đồng nè. Rồi mình qua bên bầy bên kia nha. Mình, tiếp tục lùa xuống nữa nè. Rồi còn bầy của anh bên đây sẽ sẵn lùa xuống nữa nè. Xin nó lùi xuống mình coi nha, nhiều trứng lắm luôn nè. Bầy chú Hai đang lên đồng kìa, nó cả nhà. Đó, bầy chú Hai đang lên dịch lên đồng rồi nè. Rồi mình đang đợi bầy của chốt thả lên nè. Đợi cho cái bầy dịch của chú Hai thả lên đồng hết á, rồi bầy dịch này mới thả ra được. Dịch của chú Hai đang thả lên đồng gần hết rồi cả nhà. Rồi giờ đang chuẩn bị thả bà dịch này ra nha cả nhà. Bầy này là bầy cuối cùng nha cả nhà, còn bầy này nữa là hết rồi đó.
Ở đây thì vòng vòng đây thì có 3 bầy à. Còn một anh không chịu lên bờ nè. Phải đi theo rượt cái lên bờ nè. Đây mình thấy có nguyên một cụm này 5-6 trứng nè, nằm ở chen chúc ở dưới chỗ dịch nè. Rồi bây giờ mình sẽ thả dịch, bây giờ bầy này sẽ thả dịch ra nè cả nhà. Rồi hết rồi, còn có nhiêu nữa là hết rồi cả nhà. Ở trong đó còn con rồi vậy. Con này mắc cái giò đi không được rồi nè. Đó, bầy của này cũng hết luôn nè. Rồi mình sẽ theo cái chị này lụm trứng vịt còn sót lại nè. Còn khá là nhiều luôn nè. Ôi, còn nhóc trứng hết trơn nè cả nhà ơi. Khi mà vịt lùa đi cũng còn khá là nhiều trứng luôn nè. Nãy chị lụm được mấy trứng rồi nè. Rồi mình sẽ theo bầy này, mình coi anh lùa lên trên bờ luôn nha cả nhà. Bữa nay cho ăn đất nào anh? Bữa nay cho ăn đất nào? Dạ. Này anh di chuyển lên xích cho trình, phía kia mới có chỗ để mà thả dịch nha cả nhà.
lên đồng vào mỗi buổi sáng nè, rất là vui luôn. Đi theo nữa hả vậy? Trời ơi, vậy là lên lên chảnh rồi mấy gì hả chị? Dạ. Nghe anh dữ lắm luôn á, anh chó mực này nè, ghê lắm. Thôi em quay tới đây được rồi. Rồi cái chị đó chở heo cậu bé rồi đi theo cha để chăn vịt luôn kìa. Dạ. Nấu đồ ăn nè. Nấu gì chị? Nó nấu món gì chị? Nấu món gì vậy? Sáng nấu mớp xào nha. Nấu sao chị? Cảnh đồng quê của mình mà. Mình đâu phải diễn viên đâu. Còn mấy trứng vịt nè, cái sót lại đó, mấy chị đi lụm lại nè. À, bên phía bên vách đó chị. Nó bên đây nữa nè. Đó, còn đang trứng nữa nè. Đó. Cái phía kia nữa chị, còn phía vách bên kia nữa em thấy còn trứng nữa kìa. Đi lụm mót lại mấy trứng còn sót lại nè. Đó, để mình kiếm đường vòng còn trứng nào nữa mình chỉ chị lụm nè. Ở đó nha chị. Trứng nhỏ thôi. Rồi cảm ơn chị nha. Nè, trong trại vịt này mình thấy còn sót lại nè mấy trứng luôn nè cả nhà. Đó, mấy vách nè. Đó. Đó, còn lại mấy trứng nè. Sót lại nhóc chân nè. Cặp bìa này nè. Đẻ theo mấy cái bìa này nhiều cả nhà. Đó, trứng nè. Sát vách này luôn nè nha. Còn khá là nhiều luôn á. Chút xíu nữa chị về chị lụm nữa nè. Sót lại nè. Đó. Rất nhiều trứng luôn à. Rồi cuối cùng thì Cao Tùng Vlog cũng kết thúc video thả vịt lên đồng vào mỗi buổi sáng nha cả nhà. Mọi người nhớ vào kênh Cao Tùng Vlog để ủng hộ kênh cũng như là đón xem những tập tiếp theo nha cả nhà. Rồi tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà có một buổi sáng hoặc là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ cho mình nha. Ha ha ha.